Trời ơi, con cá nhại mà mất dạy. Các anh chị cũng đang nghĩ như tôi đúng không? Mất dạy là gì? Mất dạy là những gì mình dạy nó bị mất đi, nó quên đi đúng không? Nhưng mà nhớ nè, mình dạy con mình cái gì mà nói nó mất. Như vậy nếu như mình chửi, mình la, mình đến bây giờ nó làm lại thì nó đâu có mất dạy đâu. Nó đang làm lại cái điều mình dạy cho nó mà. Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Con cái là hoa thái của cha mẹ, cha mẹ là gốc rễ. Bây giờ nhìn con mình nó la, nó chửi, nó làm y như những gì mình đã làm trong quá khứ, là rõ ràng mình đang dạy con điều đó. Do đó hãy thay đổi cái cách của những người cha mẹ. Nếu như mình muốn con mình thay đổi bản thân con, đó chính là cái cách dạy con tốt nhất. Hãy làm gương cho con những điều tốt đẹp.